anh chị và các bạn. Hôm nay thì con với Tiết Yên thật sự rất là vui mừng luôn khi được đứng tại cửa hàng của Chí Thành thuộc huyện Châu Thành của tỉnh An Giang để mua xe đạp mới cho Tiết Yên. Giờ xin mời các cô chú, anh chị và các bạn vào trong cửa hàng nha. Cho con ơi. Đây. Nha. Chú chủ. Ủa cửa hàng sao không có ai trơn vậy? Anh gì ơi? Em muốn mua xe đạp. Anh có anh là gì đây vậy anh? Anh là chủ ở đây. À chủ đây. Em anh thứ mấy, tên gì em dễ xưng hô? À anh Thành. Anh Thành thứ mấy? Thứ Út. Thứ Út ha, vậy kêu anh Út đi ha. Dạ. Em muốn tìm mua xe đạp để cho bé này nè, cỡ bé này để mà đi học. Anh chỉ cho em có mấy loại á? Nhiều loại, xe điện với xe đạp thường. Em lấy xe nào? Mình chọn xe đạp thường nha, Tiết Kiến ha. Dạ. Xe đạp thường đâu anh? Chiếc dạ, nào? À, chiếc này hả? Có một chiếc thôi hả anh? Cũng còn nhiều chiếc lắm, nhưng mà thấy chiếc này đẹp. Rồi, Tiết Yên lại câu đi con. Chiếc này là chiếc thường hả anh? Dạ. Là khoảng bao nhiêu anh Út? Đó 2 triệu. 2 triệu hả? Có một chiếc duy nhất sao anh? Còn nữa. Còn nữa hả? Dạ. Rồi. Tiết Yên coi chiếc này trước đi con, rồi mình ra mình coi thêm vài chiếc nữa. Cái này là màu đỏ hả? Đỏ. Chiếc này nhiêu anh? Tới 2 triệu. Ồ, tới 2 triệu luôn hả? Cái này mình, xe này là mình xe mới luôn hả anh? Sao anh? Cái này xe trên gò gì, xe Thái á. Xe mới thì nó rẻ hơn. Đạp im không anh, nhẹ không? Nó rất là nhẹ. Còn nếu mà xe mới thì nó có khoảng 1 triệu ngoài à. Mà độ nó không được im bằng. Còn mấy chiếc điện này đẹp quá ha. Mấy chiếc điện này nhiêu anh? 3 triệu rưỡi hả? Bán 2 triệu 3 được không? 2 triệu 3 ai mua? 2 triệu 8 là vừa 7 nha. Mình ra mình chọn thêm xe ha Tiết Yên ha con. Anh chủ chỉ với em vài chiếc nữa cho em nó lựa. Này xe này chắc mắc tiền ha, bê ga hả? Mấy triệu thôi. Ủa dữ gì đó hả? Tại nó là bê ga là dòng thương hiệu tốt. Mấy chiếc này. Chiếc này hả? Chiếc này là chiếc mới luôn ha anh? Này khoảng nhiêu? Đúng quá, 1 triệu 3. Ủa 1 triệu 3 hả? Sao nó rẻ hơn chiếc kia nhiều ha? Tại nó là hàng của mình lấy giá, tay đỏ nó được khách sạch đáo. Mấy chiếc nhỏ nhỏ này thì chắc em không mua rồi. Sao cửa hàng anh em thấy có chiếc chiếc không vậy? Trưng bày ít chứ gì anh? Đó, tại vì trưng mua giá trong phần ra. Dạ. Chỉ có 2 chiếc hả? Cho em thêm vài chiếc nữa đi. À chiếc màu trắng đó hả? Ra tới lộ luôn rồi. Này chiếc màu trắng không có cây yên. Không có cây yên luôn. Cái này yên mình gắp được hay sao anh? À? Anh Út. Cái yên này gắp được hả? Được rồi. Thử thử tiên yên. Quá gì em chưa gắn đi vô. Con quay thử con nhẹ không để con chạy đó Tiết Yên. Nhẹ không? Được không? Hơi cứng cứng. Hơi cứng cứng hả? Này chắc cũng được. Đâu anh cho em chiếc màu đỏ đó ra thử anh. Đi Tiết Yên anh cho mình coi chiếc màu đỏ. Con thích màu nào? Màu đỏ ha. Vậy là có chiếc màu trắng với chiếc màu đỏ. Giờ mình ra mình coi kỹ chiếc màu đỏ này đi. Vậy em thấy con thích chiếc màu đỏ nhiều hơn á. Rồi giờ quay thử coi con ngồi lên con đạp nữa. Nhiều. Này có độ khóa luôn ha anh. Khóa này lại luôn không? Này chắc để lâu ngày bụi quá anh hả? Con lên đi vậy em dịnh con cái Tiết Yên con chạy được không? Mấy xe phá để trong kho thôi không à. Con lên cái yên á. Đúng rồi, con đạp thử coi. Được không Tiết Yên? Được. Được con ha. Rồi thắng rồi, thắng rồi. Thắng ăn không? Đây là con. Ui, gịch quá. Cái yên gì là vừa chưa? Vừa nó rồi đó. Vừa chưa con? Này là mình đâu có xuống mức nữa được ha anh? Hết lóc rồi đó hả? Đây, bây giờ chú có 2 màu thôi. Một màu trắng và một màu đỏ. Con chọn màu nào? Đỏ. Chọn màu đỏ ha. Để chiếc này là 2 triệu ha anh? Nút có bớt chưa? Bớt chút đi. Triệu chính đi. Chờ lại 100 ngàn mua dép cho nhỏ. Được không?
Không hết giá rồi. Hết giá rồi hả? Cái này có tặng gì không anh? Không, anh tặng cái nón là cái này hết luôn rồi. Vậy hả? Anh tặng nón bảo hiểm hả? Tặng gấu bông cho nhỏ được không? Hả? Cái đó không được. Không được. Không bớt gì hết luôn, cũng không tặng luôn. Vậy quà tặng em lấy sao nha. Nhớ nghe Tuyết Yên, chú hứa tặng nón đó nghe con. Là hả chú? Có hợp gì ngay trong công trường á. Dạ. Nó tặng cái nón bảo hiểm cho học sinh đó rồi cái này hết. Dạ. Bây giờ gì nè, nếu vậy thì anh giao giùm em luôn. Nếu giao ngày mai anh giao được. Ngày mai anh giao hả? Mai anh giao mấy giờ? Cũng mấy giờ, ví dụ khi trưa được không? Dạ được, sáng trưa cũng được. Tại vì lát em chở bé về rồi sợ chạy đường nhạy nó không có quen á, xe nguy hiểm. Bây giờ anh giao tới bến đò cái nên điện gửi qua đò cái bánh. Rồi em chạy lên, dạ. Dạ. Cái này giao miễn phí anh ha? Dạ. Rồi con ưng. Đóng cửa anh đi công chuyện rồi. Dạ. Con ưng bụng không? Dạ được. Con giữ ý với chiếc này ha. Rồi hôm nay thì bằng chiếc xe này nè là được Mạnh Thường Quân là chú Hùng Vũ gửi tặng cho con đó Tuyết Yên. Bây giờ con nói với ông đi, con hôm nay con mua xe sao vui không? Con cảm ơn ông. Con học giỏi. Ủa không vui lòng rồi. Hôm nay con thấy cái lựa được cái màu con ưng bụng vừa bụng rồi con có thích không? Chứ cái màu này không? Dạ thích. Thích nha. Rồi. Vậy là thích là Giang lấy nha. Dạ. Rồi em trả tiền anh luôn nha. Là 2 triệu phải không anh? Rồi còn dư lại 500 lát đi mua đồ. Vậy 2 triệu em gửi anh. Cảm ơn anh, cảm ơn ông chủ. Mình bắt số điện thoại anh đi rồi mà. Hả? Anh giao cho em đó phải không? Đến chiều mai em điện anh đi. À, có cái cặp visit hả? Rồi. Dạ chú Hùng Vũ ơi, sau khi mà mua chiếc xe đạp cho Tuyết Yên xong rồi á thì cũng gần ở chợ đây thì con đi sắm cho Tuyết Yên vài bộ đồ mới với thêm một đôi giày và một đôi dép nữa. Thì nãy giờ thì mà mấy dì cháu cũng lựa xông xáo dữ lắm luôn. Được những cái bộ Tuyết Yên thích nè. Đó, rồi con phe với chú đi Tuyết Yên. Con đứng lên đi. Phe với chú mặc đồ đẹp không? Đó. Vừa không con? Vừa. Rồi, hôm nay con sắm được mấy bộ nói cho ông biết đi. Đây một bộ nè. Này là hai bộ. Đây là những cái bộ mà Tuyết Yên đều thích. Là ba bộ, bộ đôi game on, bộ trên người. Với lại Tuyết Yên á, trời thì thời tiết cũng đang lạnh mà Tuyết Yên chỉ có một cái áo khoác thôi, cho nên là con sắm thêm một cái áo khoác nữa cho Tuyết Yên. Cái này vừa với con phải không? Rồi. Và con cảm ơn ông đi. Cảm ơn ông. Và bao nhiêu tiền vậy chị? 501 trả 500. Tổng cộng luôn nha chị. Dạ. Chú Hùng Vũ ơi, con ngồi xuống đi Tuyết Yên. Chú Hùng Vũ ơi, thì con sắm được là 4 bộ đồ bộ và một cái áo khoác. Thì cái này nó có nhiều giá. Một bộ thì 70.000, ba bộ còn lại thì giá 90.000 là 270.000, còn một cái áo khoác là 170 ha chị. Thì tổng cộng là 501. Nhưng ở đây chị chủ rất là dễ thương luôn. Bớt 10.000 thì còn 500. Dạ rồi, con đưa cho dì qua ship đi Tuyết Yên. Con vui không? Sắm đồ mới thích ha. Gần Tết mà đi sắm đồ là em thích lắm. Em gửi chị 500. Rồi, cảm ơn chị. Đây, đây, dì ship ra chà. Đấy, mừng quá. Mấy con vịt này em thấy cưng. Đang con này con kia lắm. Dạ. Dạ thì chú Hùng Vũ ơi, thì con cũng đại diện cho mẹ Tuyết Yên. Con cũng cảm ơn chú Hùng Vũ rất là nhiều đã yêu thương và quý mến bé Tuyết Yên. Thì con cũng xin chúc chú thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn có nhiều niềm hạnh phúc trong cuộc sống chú nha. Con chào chú. Chào chú đi con. Con chào chú. Dạ thôi.